Alo. Alo, và xin chào anh em. Xin chào anh em. Và chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 trong series Quân đoàn Liên Dương số 8 trong tựa game Marmalade 2. Có một ông ở tập 1 có nhắc tôi, đó là tôi bị sai cái biểu tượng quân đoàn. Đúng là thật và không ai nhận ra đó là chúng ta đang để cờ quân đoàn 13. X và ba chữ Y này là 13. Thế nào chúng ta lại không ai để ý ra ở cái tập 1. Chúng ta biểu tượng quân đoàn của chúng ta sẽ phải là quân đoàn số 8. Chữ V. Chữ V đây, phải là quân phải là biểu tượng này, hình con bò đỏ. Anh em mình là hình biểu tượng những cái con bò đỏ. Biểu tượng quân đoàn 8 đây. Em bạn ơi. Đó mới chính là biểu tượng của quân đoàn của chúng ta. Không ai nhận ra ở tập cũ. Ủa mà mày ra cái chỗ đường Thủ Thương, đường gọi là cái đường Và bây giờ thì Hồng chuẩn Ngọc hơn ấy, rồi. có cái đường Nguyễn Thì Trãi chúng ấy, ta đi thẳng Đồng Xuân ra sẽ là ấy. quân đoàn 8. Ở đấy có mấy hàng chứ. Nó Chúng ta có hai trung xong từ chỗ đấy xong là rẽ tay từ chỗ đại lộ Hồ Chí Minh ấy, rẽ vào nhá, xong là rẽ đoạn này tới là chưa phải cái đánh chỗ nhau ngã à? ngã tư thì phải, thì rẽ bên tay phải thì ở đấy có mấy cái hàng bán gôm rất keo các thứ. Xem nào. Mày theo được thằng nào, có chữ cường thắng luôn theo rồi đấy. Chào Danh Võ, chào Đạt Nguyễn, Ừ chào đúng An rồi Bình, đúng rồi. chào anh em. Tôi chưa cưới Ira. Hello cutie pie. Chào chỉ huy. Chào Zom Rito. Lâu lắm không gặp Zom Zero Rito. Thành này không có nhiều đồ để cho tôi bán. Tiếp tục chúng ta đi ra thành kế bên để bán đồ. Quân đoàn 8. Quân đoàn tự lực cánh sinh. Đó vẫn chưa đủ. Có lẽ vẫn hơi ít thú đầu hàng. Có bao nhiêu phó tướng rồi? Hai phó tướng. Việt Thái, Chí Cường, Trung Hello Bùi. cutie pie. Thưa ngài, tôi muốn gia nhập quân đoàn 8. Ok, Zomrito. Cảm ơn Zomrito. Ok, chắc chắn rồi. Zomrito sẽ có một slot trong quân đoàn của tôi. Anh em donate thì có thể, nếu mà donate thì có thể ưu tiên donate giống như Zorito đã donate qua Blade. Bởi vì hiện tại là donate qua Super Chat, Super Stick cũng được nhưng mà nó bị chia tỷ lệ cao quá. Không được bao nhiêu. Nếu anh em ủng hộ nó có thể donate qua kênh Blade, nó sẽ đỡ chiết khấu hơn. Rồi quay trở lại thì chúng ta sẽ có một mãnh tướng là Zomrito. Nhưng mà tôi đang thiếu vai trò nào? Thật ra thì vai trò nào cũng được, cũng không quan trọng lắm. Ở đây mình có hai mãnh tướng rồi. Thằng này thì chỉ thuần về đánh nhau thôi. Thuần về đánh nhau thôi. Trong các anh hùng Meet Before đây. Scout. Hello, cutie pie. Em xin. Cảm ơn Zorito. Anh edit được tự phó tướng cao lên lùn không mà sao sao. Được.
Nói chung là anh em nào được nhập vai thì anh em mà muốn cao lên hay là thấp đi thì bảo tôi thì tôi cho, còn không thì tôi sẽ để mặc định, không can thiệp. Và nếu mà muốn thích, anh em nào mà nhập vai mà muốn thích thì ok thôi, chỉnh luôn, đẹp long lanh luôn. Rồi tôi sẽ nói chuyện với một cô kia, thích đổi sang con trai cũng được. Mấy ông bị làm con gái thì thích thì có tôi chuyển giới sang con trai. Em xin tương chỉ đánh nhau anh, cho em đô đô tí. Chỉ đánh nhau, con nào thì cũng chỉ đánh nhau, con nào thì cũng sẽ là trận đánh nhau hết. Ý là nó sẽ có vai trò là hỗ trợ party nữa, vừa đánh nhau nhưng mà cũng phải hỗ trợ party nữa. Gần đây sẽ cho Jobito con này và tôi chuyển giới sang con trai, chả vấn đề gì cả. Anh có định chơi Banalot bản role play không? Thứ nhất là game này mà chơi role play thì thứ nhất là phải có cộng đồng. Thứ hai là tôi thấy game này chơi role play nó không hay lắm, bởi vì nó là không phải là điều quân khiển tướng nữa mà nó lại là nhập vai rồi. Mà cái game này nhập vai thì nó lại nói thẳng ra là nó rất hạn chế về nhiều cái. Nó phải có một cái cộng đồng nào mà kiểu như là hoành tráng đấy, thì nó mới chơi mới hay được. Chứ còn kiểu lẻ tẻ thì chơi nó sẽ không thú vị. Nó không như kiểu GTA. GTA thì chơi role play thì được, bởi vì GTA cơ chế gameplay của nó là chơi nhập vai. Còn game này không phải là nhập vai. Game này cơ chế nó không phải là nhập vai, mà các ông chơi role play thì nó thiên về nhập vai thì nó không hay, nó không tối ưu. Game này nó hay ở cái chỗ là những cái bản mod thay đổi bản đồ và những bản mod thay đổi quân đội để các ông chơi điều binh khiển tướng. Và đa phần những cái mod ở trên workshop nó cũng đều sẽ chỉnh sửa về cái đấy. Nó không chỉnh sửa về cái kia nên là nó sẽ không thú vị. Tôi thì tôi biết rồi nhưng tôi không chơi bởi vì tôi không thấy thú vị nên tôi không chơi thôi. Rồi bây giờ gọi à, trong bắt tay rồi à? Zomito viết như nào nhỉ? Cao 1m82 nhé, 83, tuổi 29. Và đây trang bị đồ cho Jobrito. Bộ này hình như là không phải là bộ. À không, hình như những cái trang bị vứt vào trong này thì sẽ là trang bị của Rome thì phải. Đúng không ta?
Tạm thời các quân đoàn chưa trang bị ngựa nên là cứ đi bộ thôi. Có cầm được cung kia rồi, cầm được cung này. Trang bị được cung. Cứ cận chiến nữa. Việt Nam mình sẽ có server to anh kiểu. Thì tôi bảo tôi chơi nhập vai game này tôi không thích nên tôi không chơi. Vấn đề là thế. Chứ nhập vai game này tôi thấy nó không thú vị. Bởi vì nó nhập vai game này thì nó lại thiên về PvP rồi, nó không còn là điều binh khiển tướng nữa. Nó thiên về kiểu kỹ năng cá nhân rồi. Thì tôi thấy nó không phù hợp với tựa game này. Đấy cá nhân thôi. Mà trang bị cho cái giáo nhỉ. Đó. Chào Lê Hoàng Trọng. Tạm thời quân trang hạn chế nên là trang bị cho anh em được tầm tầm đấy thôi, cứ tạm tạm đã. Hello cutie pie. Em xin cái cung dài được cô anh. Thích bắn cung dài. Được. Hình như em cầm được cung dài đấy. Quân La Mã này cầm cung dài nó sẽ không phù hợp lắm. Cái này là cái biểu ngữ này. Cái biểu ngữ quân đoàn này. Cung dài. Hiện tại thì cung dài cũng chưa có cái cung nào xịn. Nếu cầm tạm cái cung là đây cung dài này, nhưng mà cung dài này cấp 40, cung này không cưỡi được ngựa. Ok. Cung dài thì bỏ này ra. Trang bị một ống tên cấp 5. Mấy tướng phụ của tôi nhưng cũng có một số tướng cưỡi ngựa bởi. Rồi, đi tuyển thêm quân á. Ôi, hết lương. Không có ngũ cốc ở đây à? Đây là muối ngũ cốc cho rẻ. Tầm này cũng không cần phải đánh đấu trường nữa.
CK3 có DC mới rồi, ông anh định mua không anh? Có, nếu anh em donate tầm này mua DLC chiếc này, anh em cũng có thể ủng hộ donate đỡ cho tôi phần nào. DLC nó cũng chưa ra. Chapter 3. Tôi có một content về CK3 rồi, nhưng mà chắc là tôi sẽ làm video CK3 thì tầm này chắc sẽ làm series video trong tháng này, thì cô phấn đấu một video về Mario 2 với cả một video về CK3. Lịch sử chìm tôi không có thời gian. Là tôi cũng tương đối bận. Bán đồ. Nhiều đồ thế nhỉ? Bán đồ mấy thanh này nó cũng không dùng được, không không xử lý được. 997. Malisa đang đánh nhau to ở đây này. Giờ tôi cũng phải chuyển đổi kênh của tôi một tí để tăng tương tác cho kênh lên. Clip 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 nó không thua. Tôi phải làm thêm cả short, làm thêm cả video nữa, nên là không có thời gian để clip nhiều. Clip nó tương tác nó ít. CK3 có một content mới làm. Giờ tôi sẽ cố gắng làm một content trong một video thôi, đỡ loãng. Mỗi lần anh em ra video anh em có thể ủng hộ bằng cách donate hoặc là tham gia hội viên, thế thì là quý rồi. Để có thêm động lực ra video. Dù sao thì cái cộng đồng game chiến thuật ở Việt Nam kiểu như này nó cũng không nhiều. Ở đây rồi. Có một trận hấp diêm ở đây. Thiếu em là hơi phí. Này không phải xếp rất lâu nhé. Cái bản mốt này này. Một nghìn quân nhập vai thì sẽ ưu tiên hội viên thôi. Tôi có list hội viên ở trong YouTube, thì hôm nào có hội viên thì sẽ được nhập vai vào trong video tôi làm. Còn clip thì ông nào hăng hái thì được vào đấy, kiểu vậy. Không hội viên thì khi nào tôi lip thì xin. Chứ còn sao nữa.
Khi nào có cái đề bàn trong quân 8 bọn nó bán thì lúc đấy thầy có cái gậy rồi này, mà con đần 8 con bò tót mà mua rồi vứt cho tướng cầm thôi chứ còn. Úi giời. Giết bọn nó đi. La Mã với điều hình, nhưng mà cái game này nó không phải là game về thời La Mã. Game này là thời Trung Cổ em ạ. Còn cái La Mã này người ta chỉ là mốt áo giáp thôi và bối cảnh thôi, chứ còn để mà đánh theo đội hình thì em phải chơi game khác. Đây không phải game về La Mã, mà đây là chúng ta thường chơi mốt về La Mã. Vấn đề là câu chuyện là như vậy. Muốn chơi nào, muốn chơi đội hình thì phải chơi game nào. Game về mô phỏng chiến trường thì hiện tại trên thế giới chắc có mỗi game này tôi thấy mô phỏng chiến trường ok la nhất rồi. Không game nào mô phỏng chân thực hơn cái game này nữa. Ơ sao cái bọn AI này nó cũng ăn mặc giống mình thế nhỉ? Ha ha ha.
Kinh Lâm Cam làm sao? Ôi trời ơi. Trong bối cảnh nội chiến hay sao mà tức là cái game này nó không theo cốt truyện lịch sử, nó theo cốt truyện riêng của nó. Thì cốt truyện của nó là cái bọn Empire này, ban đầu nó là một ba nước Empire này, ban đầu nó là một, sau khi đánh trận thua thì nó bị chia làm ba đấy, thì nó cũng gần gần như là nội chiến. Đánh thắng trận này là 100 điểm rồi kìa. Hình như là do tôi tích cái option mode này của nó. Tắt đi để cho quân bọn nó được trang bị quân sĩ nhất. Ok. Bọn này cống 2.000 tiền. Cống 2.000 tiền cho mình. Thế tôi sẽ được thêm tiền. À không, lính thuê chắc đéo được. Thì thuê đéo được, nếu phải chư hầu nên đéo được. Anh nói lại điểm khác nhau của mốt này đi anh. Mốt này thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu content là lính sẽ không lên cấp, sẽ không được cấp đồ, mà chúng ta sẽ lấy đồ từ những chiến lợi phẩm, từ những trận chiến chúng ta chiến thắng. Bình thường khi mà quân đội ở level 1 trang bị khi lên cấp 2 thì nó sẽ được mặc luôn đồ cấp 2 đúng không? Mà nó sẽ không cần phải không biết từ đâu ra. Đấy, lên cấp 3 nó mặc đồ cấp 3 luôn mà nó mà cho game cấp cho nó. Nhưng ở bản mốt này thì sẽ không được như thế nữa, mà khi mà lính cấp 1 thì chỉ có lính trang bị cấp 1 cơ bản thôi. Lên cấp 2 nếu không có đồ mới thay thế cho nó, đồ xịn hơn ấy, thì nó sẽ mặc định vẫn mặc bộ như này. Đấy anh em hình dung ra không? Và những cái vật phẩm mà bị hỏng trên trận chiến nếu mà không có đồ tiếp tế thêm vào thì nó sẽ không được trang bị. Ví dụ như là trong trận chiến mà bị vỡ khiên chẳng hạn. Nhưng mà ở trận sau mà tôi không có khiên để bù vào cái chỗ cái khiên mất ấy, thì lính của tôi sẽ không có khiên để cho trận sau. Đó chính là điểm đặc biệt ở cái mốt này. Chúng ta sẽ không được cấp trang thiết bị cho quân lính một cách tự động nữa, mà chúng ta phải đánh trận lấy chiến lợi phẩm thì mới có. Đấy. Mốt nó là như vậy.
Nhưng mà bây giờ chúng ta đánh nhau nó sẽ khó hơn một chút khi chúng ta không có được những trang thiết bị cùng với cấp của mình. Một trời hạt thế à? Ừ, trời hạt cho nó vui. Tội gì? Đấy, kho quân trang của chúng ta đây. Đây là kho quân trang của tôi. Kho bên trái này là kho quân trang của tôi. Đây, những trang thiết bị mới xịn sò. Chắc mấy cái đồ xịn thì hiện tại cũng không có nhiều. Anh em có thể thấy là cũng không có nhiều. Số lượng chỉ có 1111 thôi. Nó không có nhiều. Số lượng chất lượng. Mũ giáo nó số lượng không nhiều. Đấy, chỉ tính ra chỉ được vài ba lính sử dụng thôi. Đấy, còn chúng ta vẫn có thể đẩy đồ này từ bên này sang cũng được. Nhưng mà tiền tôi cũng nhiều rồi nên tôi có thể đẩy sang được. Đấy. Những cái mũ như này thì đẩy sang cũng được. Cho anh em đội. Khiên này. Trang bị từng tí một cho các đơn vị. Bản chất thì cũng cái việc cho sang này cũng không cần thiết lắm, tùy thôi. Bởi vì đằng nào thì mình lúc mình đánh trận thì quân lính cũng được 5% số lượng quân trang từ trận chiến rồi. Trận đánh càng lớn thì càng nhiều đồ. Này đang đánh với bọn Bắc Âu. À, tôi còn phải nói chuyện với nữ hoàng để lấy Ira. Trước là chúng ta lát anh chưa nói chuyện được. Cưới Ira về. It's been a while. Thì là cũng là mạnh tướng đấy. Súng lửa Hy Lạp tôi không biết, chắc không có. Mình trông thế nhưng mà chắc mình cũng phải trang bị con ngựa anh em. Chí Cường. Cưới rồi nhưng mà chúng ta trận cái trận sau cái trận cưới ra xong thì sau cái một cái battle chúng ta bị lag đây nhé, hiểu không? Bị lag đấy phải thoát ra vào lại, thì lúc thoát ra vào lại thì nó lại ở giai đoạn trước khi cưới Ira rồi. Chưa kịp xếp. Chào Phi Long. À, chúng ta có một cuộc chiến với bọn Bắc Âu. Sẽ dồn quân đội sang lên trên đấy. Lâu xem anh ở. Không, thật ra anh nghỉ Tết cũng phải chục ngày mà. Thế là lâu cũng đúng thôi. Ira vẫn chưa gọi được. Mua thêm lương.
Chính là phải để dân tộc Liêu. Liêu cũng được, sau đặt tên nước là à, thứ trong này của mình clan nó ghi là gì đây, Leo Red Cow bộ đỏ. Đồng ấy. Thằng này thất thủ hơi khó. Với một vai trò là một đơn vị quân đoàn đánh thuê thì chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm lắm. Đợi xem quân đoàn bọn này như nào. Bọn này giải tán quân đoàn là chỉ có một quân đoàn thôi. 400 quân ở đây. Chờ đợi xem là các bạn sẽ làm gì. Không biết có mốt là quân đội lên cỡ ngàn không? Có. Nhưng mà lên cỡ ngàn thì cũng chẳng giải quyết gì, bởi vì vào trong trận đấu thì nó chỉ cho giới hạn 1.000 quân chia đều cho hai bên, nó cũng chẳng giải quyết gì. Bây giờ muốn đông quân đội thì cái better trận chiến nó phải rộng hơn và nó phải cho thêm nhiều quân đoàn, nhiều nhiều số lượng lính nó vào, nhiều hơn 2.000 đến 3.000 lính vào đấy. Còn nếu mà cho cái giới hạn quân đội đi trên bản đồ này 1.000 thì có mốt đầy mốt lên cả mười mấy nghìn quân cũng được, nhưng mà ba trận chiến thì cũng chỉ thế thôi, nó chẳng giải quyết gì. Tiền thì nuôi vẫn thế, thì chết tiền, chỉ khi bật bật chít tiền lên thì mới sống được, chứ còn không thì cũng chả sống được, nên chả giải quyết gì nhiều. Còn nếu mà chơi up chuẩn, những cái pơ chuẩn thì sẽ sở hữu được tầm gần hơn 400. Nếu mà tier 6 và mắc công nghệ sẽ được hơn 400. Đạo riêng đạo của tôi sẽ được hơn 400. Thêm 4 đạo gia binh của mình vào thì sẽ được lên hơn 1.000, tầm 1.000. Đấy, trên dưới 1.000 quân thì là gặp thằng nào là vã thằng đấy thôi, cũng chả ngán bố con thằng nào cả. Có phải lên hàng nghìn, vấn đề là lên hàng nghìn nó không cháy, mà tức là đánh nhau thì vào trận thì nó cũng chỉ 1.000 quân chia đều hai bên thôi, không hiểu vấn đề không? Có 1.000 ở ngoài bản đồ nó chỉ là một con số thôi, chứ có một đấy nó cũng không cháy được, bởi vì số lượng vào một pender nó chỉ thế thôi mà, nó cho nhiều hơn đâu. Bọn này không mang quân ra đây, diệt cái bọn này đi để nó chiếm thành đi kia, chiếm mất mẹ cái Uborium rồi. Hiền đấy. Ai bảo tôi không bán, tôi vẫn bán, nhưng mà thành nó hết tiền, nó không mua được cái. Toàn đồ cùi, đồ xịn mới nhét vào thôi. Còn mấy cái đồ linh tinh thì nhét làm gì? Mấy cái đồ cơ bản này để bán. Bốn trăm quân thì làm được gì? Còn đang hết lương. Ui.
Sao mẹ thằng này chạy nhanh thế? Úi giời, mẹ 166 con ngựa thảo sao mẹ nó chạy nhanh. Bố thằng lìn này. Và trong đất địch là hơi kinh đấy. Năm trăm quân vào trong đất địch hơi kinh. Cần nên cân nhắc. Mirion Caster. À, chúng ta ngồi đây và hứa với nhau là không chơi xếp loát. Nên tôi rất cân nhắc. Miron có 400 quân thôi. Bọn này ở đây có vẻ như là nhiều kỵ. Ôi tôi chết rồi. Mà đọc ấy của anh em mà tôi không để ý. Mà đọc hai ông này chat với nhau. Thế rồi. Này lại bị bắt rồi. Rồi rồi tới công chuyện rồi. Đã rút được chưa? Viên đỏ nữa rồi. Shit. Mải đọc comment đéo kịp chạy. Cày thật. Hai. Quát thôi. Mẹ là chi. Quyết tử thôi vậy. Biết làm nào. Quân đoàn 8 mới quyết tử ở đây vậy. Chúng ta sẽ chết ở đây. Như những người anh hùng. Cùng lắm bắt chết chứ gì. Chẳng sao hết. Thế trận như nào đây? Binh đoàn bò đỏ một phút lơ là đã bốc cứt. Hy vọng là không có một phó tướng nào của tôi chết nằm ở đây. Mất người thì mất tiền mất bạc kiếm lại được chứ mất người thì ân hận cả đời. Chào Quốc Dũng.
đỏ lòm. Quyết tử, quân đàm tám, bất tử. Cánh phải vẫn đang rất vững vàng. Tờ đâu đây? Khó. Ủa đánh nhau đâu ta? Tôi giết được bao nhiêu mạng? 27 mạng. Bạn đánh nhau chỗ nào đó nhỉ? Ở đây. Khó. Mốt này trận chiến đánh khó hơn. Không điều binh chuẩn là mà toàn. Ê,
Anh em thấy bọn nó đánh khác bọn chưa? Nó đánh nó sẽ không kiểu ào lên nữa. Mà nó đánh sẽ đánh kiểu nó sẽ có cái tỷ lệ solo hai thằng với nhau nhiều hơn. Chứ còn không về kiểu mà kiểu 4-5 thằng quay đập một thằng nữa. Đấy, nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà cũng sẽ thua rồi. Khó mà có thể chiến thắng được. Hơi sai lầm khi đi sâu đất của nó. Không biết có chạy được không. Ôi trời ơi, vẫn trên chóp à. Hơi khó nhỉ. À chết đâu. Không ai chết. Rồi không sao. Không ai chết là được. Nó đông quá. Không sao, chưa ai chết cả. Còn người, còn của anh em. Nó bị một cái tôi hơi nhiều. Mang nhiều gia súc gia cầm trong người các bạn. Bắt hết rồi. Có mỗi Zobito và trốn thoát. Không sợ. Kho quân trang không biết có bị ảnh hưởng gì không nhỉ khi tôi bị bắt như này. Kho quân trang. Tôi cũng không biết là kho quân trang hiện tại đang có bị mất hay bị thiếu gì không. Vì nó cũng không có thống kê tổng. Nhưng mà chắc là không bị ảnh hưởng gì. Trong cái bản mốt này nó cũng có ghi là cái kho quân trang cũng có thể bị rết. Có thể bị rết. Ấy, mua ít lương đã. Party bị đói. Augustus Lazy vừa thua trận vừa rồi thì đã bị mất một trên liên quan đến sự hào phóng, mất đặc tính hào phóng. Để bị bắt. Cày. Quá đau đớn. Cũng may tiền chuộc không cao.
Zombrito của John Patti rồi. Đúng nhầm. Một là mang đôi tầm xa là không có chứ, có cung và bản thân bộ binh của nó cũng có ném lao được. Đây, cho Ira, của Ira cũng không cao lắm. Augusto thiếu u à? Đó rồi. Tôi cũng không chắc cái từ này lắm đâu. Tôi viết bừa đấy. Augusto. Oh, Augusto thiếu ngon. Ờ, thiếu u. Tuyển tướng thì vẫn đang tuyển. Trước mắt là tuyển lại quân đội đã. Đợi các tướng quay trở lại. Thái. Không ai bị chặt đầu là ok rồi. Còn may. Chứ mà bị chặt đầu là căng. Mua thêm ngựa thồ với cả mua thêm lương. Nó ra thằng Subrito này nó không làm việc được. Bị bọn Bắc Âu nó vả cho mẹ không trượt phát nào. Em qua bộ nước ngoài ớ, thật ra thì chơi La Mã thì chơi cung không khí gì. Nhà mã phải chỉ lao. Rồi, họ mong con rồi. Chúng ta cần Trung Bùi quay trở về để chỉ huy quân đội. Ok, chuộc Trung Bùi với 1.200 tiền. Đang có đánh nhau ở đây. Không nhỉ? Chúng ta không nên tham gia quân đoàn bởi vì tham gia quân đoàn không rút được. Tham gia bằng cách hỗ trợ thì mới rút được. Tốt nhất là những cái trận chiến không chắc chắn mà 50-50 như này tốt nhất là tham gia hỗ trợ chứ không phải là tham gia với tư cách là quân đoàn.
Trận này khả năng cao là thắng, nhưng mà cứ phải đứng ngoài để quan sát đã. Chúng ta cần Trung Bùi về chỉ huy quân đội. Quân danh con ngựa lấy ra xài cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà khả năng cưỡi ngựa tôi đang thấp. Tôi mới cưỡi được con ngựa cấp cưỡi 20 thôi. Chưa cưỡi được con xịn. Bọn này công cái thành này. Ui, nó gần công được. Bỏ à? Shit. À, sao bọn này bây giờ nó lại I'm yours to come. Ra đây cứu viện pháo đài này. À, thằng này ra được. Đánh đi. Úi giời. Mẹ cái bọn này. Úi giời ơi, mẹ nó quay. Ồ, đi ra chữa. Tôi có người nói dõi rồi. Very good. Oh, đánh luôn. Trong thành này có khá nhiều tướng của bọn nó. Chào Waterfall. Cho em xem xin vui vẻ. Thời đó là đã có 500.000 quân là hiểu cỡ nào. Nhưng mà huy động được bao nhiêu ấy chứ. Với lại quy mô của nó là quy mô của đế quốc rồi. 500.000 quân thì cũng chỉ là 50 vạn. So với một lãnh thổ rộng như thế. Quan trọng là cách tổ chức quân đội của nó. Ai à? Năm trăm nghìn quân nhưng bao nhiêu là dân binh, bao nhiêu là lính tinh nhuệ, bao nhiêu là lính được trang bị full giáp. Con số thì nó
nhiều cái. Làm mãi bên tàu khựa hay thằng nhỉ? Nói chung cái thời đấy rất là khó, bởi vì thời đấy bản chất là cũng hai đế quốc này nó cũng ở xa nhau, nên là chưa có cơ hội đánh nhau, lợi ích nó chưa chạm vào nhau nên sao mà biết được. Thằng này trườn lên này. Có môn nào mà các nước có chỉ tục quân nó có My Little Woman. Mốt đấy là sẽ chỉ tuyển quân nước nào thủy quân nước đấy. Cũng có cái bê tôi chơi về cái đấy rồi đấy. Phi cho quả lao giữa ngực. Ây à, bọn này thủ chắc thế nhỉ. Thủ tởm đấy. Đập nhanh vào vào đi. Không phải thua nhục. Chết nhiều đấy. Úi giời. Phá được cái cổng thành mới đỡ. Úi giời, cứ bị thằng nào ném đá cay nhè. Áp đảo thế mà mẹ cũng mẹ nó giết 500 lính. Kinh không? Cần đéo khiên. Tướng thì cần đéo khiên. Cầm mẹ nỏ bắn. Mình là mạnh mạnh về nỏ. Nó mạnh về cung.
Em gái này mặc bộ này nó không có eo. Kiếm bộ nào cho các tướng của mình có eo ót tí anh em. Tạm thời mình tôi cưỡi ngựa thôi, không cho cưỡi nhiều. Còn Na chưa trong quân đoàn đâu. Ui giời, vẫn bị bắt à? Chí Cường. Khổ. Anh để Thanh donate. Ủa. Mình thua nên mình phải đóng phí nộp phạt. Nhưng mà tôi là lính anh thuê mà đúng không? 9.000. Thua bọn này nên phải đánh thuế 9.000, nộp cho nó 9.000, nộp cho Ira 2.000, bọn này cống cho 2.000 nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng bởi vì tôi đéo phải là chưa học bọn này. Thế thì Chí Cường được thả rồi. Anh để Thanh donate không thấy được Thanh quân lực hai bên với tiên tướng. Không cần quan trọng cái đấy để làm gì đâu. Các ông xem cái Thanh đấy làm gì đó. Cái Thanh đấy cũng chả ý nghĩa gì cả. Các ông nhìn số lượng quân đội là các ông có thể phán đoán ra quân đội rồi mà. Đâu cần thiết phải nhìn đâu. Nói tàu thì thời Hán và thời Đường quân đội rất mạnh. Nhưng thời Đường quân đội mạnh đó. Nhưng thua đau không ít. Nói chung là mỗi thời mỗi khác. Nên là khó nói. Trung Bùi. Không thể so quân đội của thời thời trước với quân đội thời sau, xong rồi bảo quân đội các thời, nói chung các thời so sánh rất là khó. Không so sánh được. So sánh thế nào được? Quân đội của mỗi thời nó sẽ phù hợp với cái chiến thuật từng thời chứ. Bọn là Bắc Âu này mạnh đấy.
Ồ, có nổi dậy à? Quất nổi dậy đi còn gì nữa. Lâu lắm rồi không chơi bọn mọi cầm dìu. Đúng. Môn này hình như là câu chuyện tuyến chính nó sửa lại cho giống với lịch sử anh. Anh đọc thử đi. Thế à? Đọc ở đâu? Vẫn là Carandian này, không phải. Vẫn là Carandian thì không phải. Và vẫn vẫn là có đấy mà. Nerestes Folly này. Tên nhân vật vẫn thế. Vẫn thế. Không có gì khác cả. Sói. La Mã binh pháp không? La Mã kiểu gì chả có, nó không gọi, nó có thể là, nó gọi là một cái gì đấy. Ok, 71 lính. Tôi đang ở tier 1. 46 điểm nữa tôi lên cấp. Bọn này đang không có chiến tranh. Không có chiến tranh. Chúng ta có thể xem có bọn nào đang có chiến tranh rồi tham gia vào. Gần gần một chút. Thằng này mạnh nhất à? Cũng đúng thôi. Sức mạnh của nó không đùa được. Bọn này đang đánh với bọn đỏ. Ok. Mình có thể tham gia với nó được. Quân đoàn 8 là một quân đoàn đánh thuê khét tiếng. Quân đội tạp phế lù ở khắp mọi nơi. Tướng La Mã tuyển sao gì? Cứ lập công cho lên luôn à? Hay có trường đào tạo? Phải có chứ, nó cũng sẽ như bây giờ thôi. Bây giờ các ông học trường sĩ quan lên, rồi các ông được điều ra chiến trường. Các ông thắng trận thì ông cũng được thăng cấp. Còn các ông không thắng trận thì cứ đủ năm các ông lên cấp. Nó cũng như bây giờ thôi. Thời La Mã thì đấy, đi lính nó là một nghề. Nghề danh giá đấy. Không có tướng bọn nó ở đây nhỉ. Đây rồi. Mình đang đánh nhau đúng không? Mình đang đánh nhau đúng không? Thằng này là dân làng. Đánh nhau đâu ấy? Nhau đấy à? Tốt. Follow me. Tiến xuống dưới.
Quánh cho nữ hoàng, quánh cho chị vợ một trận, cho chị vợ một bài trận bài học. Cho chị vợ một bài học. My command. Ê, thanh niên này mẹ vào quân đoàn của mình lấy luôn mẹ giáp kỵ xịn trời. Đúng là nhà có điều kiện. Đánh thắng trận này thì chúng ta sẽ lấy được kha khá quân trang của La Mã. Quân đội sẽ được cải thiện kha khá đấy. Chết nhầm, mình đánh bọn La Mã mà. Nó ngon bằng à? Bằng cái kia. Xiên xiên được. Bắt lẻ bọn nó, bọn cung nỏ này. Đánh vào sau lưng bọn nó.
Very good. Cái này nó ngon. Sáo ngon hơn anh em. Bọn này đánh nhau đâu đấy? Kho tư trang. Nhét hết vào. Cái này nó phân chia giá trị với cả cấp độ không ấy. Cái mũ này cấp 3 thôi nhưng mà giá trị của nó lại cao hơn. Mấy cái mũ ở dưới này cấp cao hơn nhưng lại ngon hơn. Nó này không đẹp lắm. Ngoài mạnh ra chúng ta còn phải đẹp. Thêm ngựa thồ, xong rồi ra làng mua ít lương thực. 16-17 vẫn đang cân nhỉ. Hai trăm lương thực đủ dùng trong vòng 54 ngày. Đường nào lên chỗ này đấy? À, đi chỗ này, rích rắc lên trên này.
chiếm được rồi. Bọn đó có bao nhiêu quân? Bọn này có hai quân đoàn đều 600 quân. Stop there. Úi, bắt được một mớ. Yours is not a chiếm cái thành này. Tôi vẫn đang tiêu 107 quả, cũng không nhiều Rhino lắm nhỉ. Nãy giờ đánh không nhiều lắm. Sivili lại chữa tiếp. Trung bùi năng suất đấy. Gia phả Sivili có một đứa con rồi. Đang chữa tiếp. Bọn này hiện tại đang là thế lực mạnh nhất. Mạnh hơn cả Rome. Rome bây giờ bị chia làm 3 rồi. La Mã bị chia làm 3 rồi. Sức mạnh yếu đi nhiều. Mấy năm trôi qua rồi nhỉ? Mình bắt đầu từ năm bao nhiêu nhỉ? Bây giờ là năm 324, hình như mình trôi qua được 3 năm rồi, 3 hay 4 năm gì đấy. Ồ, hai đạo quân cùng đánh Ubirum. Thế thì khả năng cao là sẽ chiếm được. Một nghìn quân, bọn này đánh rất tập trung nhé. Tôi để ý cái bọn này đánh rất tập trung. Nhiều khả năng là nó sẽ chỉ Seram mà nó hút rồi. Có tháp không? Xây tháp. Tháp này là tháp chạy, không phải tháp leo. Tháp chạy thì tường thành thấp. Bọn này lính chủ đạo của nó là gì? Là lính Lê Dương, Legion, bộ binh. Rome thì nó sẽ mạnh về bộ binh, nó nổi tiếng về bộ binh. Chứ nó không mạnh về kỵ binh. Kỵ binh cũng có, nhưng mà cũng mạnh, nhưng mà nếu nó mạnh nhất thì là bộ binh. Bởi vì cái thời Rome đánh nhau thì kỵ binh nó chưa phải nổi trội. Phải, nếu mà nổi trội về kỵ binh thiết kỵ hạng nặng thì nó phải sau này, thời Trung Cổ. Điển hình thì có thể nói đến kỵ binh Pháp hoặc là kỵ binh của Đông La Mã. Trung cổ thì nếu mà nói về bộ binh mạnh thì phải nói về bộ binh của Thánh chế La Mã. Mạnh. Kỵ binh của Thánh chế La Mã, bộ binh của Thánh chế La Mã mạnh. Kỵ binh thì có nhiều. Pháp, Anh hay là Đông La Mã đều mạnh về kỵ thiết kỵ. Hoặc là sau này là hậu kỳ Trung cổ chúng ta có Ba Lan đúng không, rất là nổi tiếng về kỵ bay Ba Lan. Giời ơi, bắn đá kiểu đấy thì chết con người nhà ta.
Quân 34 thì tôi không rõ. Quân 34 nổi trội với cái gì tôi cũng không biết. Không rõ lắm. Không tìm hiểu nhiều về bọn đấy. Đúng là thời của La Mã thì đa phần là bộ binh thôi. Không, nó chưa có cái khái niệm thiết thiết kỵ. Nó chưa có khái niệm thiết kỵ. Sau này nó mới có cái khái niệm thiết kỵ, bởi vì ngày xưa thời La Mã nó chỉ có gọi là kỵ binh, nhưng mà kỵ binh ngựa nó không được bọc giáp nhiều đâu. Ngựa nó không có thiết, không có khái niệm bọc giáp cho kỵ. Thật ra là nó không húc húc được. Đối đầu với một đội lính giáo là kỵ không chơi được. Nhưng mà sau này cái triết lý đánh trận nó thiên nhiều, nó sáng chế ra nhiều cái điển hình như là cái giáp cho ngựa đấy. Thì ngựa có thể húc tung được đội hình địch. Nhưng mà thời này thì nó không làm được như thế. Thời đó không có yên, sẽ không có yên. Không có yên thì mẹ cưỡi mà mẹ lỏng mà bong cả dái ra chắc. Ngồi yên ngựa mà mày đánh trận không có yên thì có mày hai hòn giáy mày chắc là tẽm đôi. Yên thì chắc chắn là có. Nhưng mà cái vấn đề là cái triết lý thiết kỵ nó chưa ra đời. Chỉ được kỵ hạng nhẹ thôi. Ôi ôi. À, chứ đánh trận mà không ngồi yên thì có mà mày đau dài lắm, không đánh nhau được. Đánh trận mà đau dài thì đánh nhau thế đéo được. Xong.
Em nghĩ kể cả thiết kỵ thời đấy cũng không ăn được bộ binh lập đội hình của La Mã. Tôi không biết, chứ mà đại loại như thời Trung cổ nhé, như kỵ binh thời thời Anh, thời Pháp, thì tổ chức quân đội của bọn nó trong một trận chiến nó sẽ là quân Men at Arms và lính nông binh. Ví dụ như quân Anh chẳng hạn, quân Anh thì nó sẽ có cái trường phái đó là Men at Arms và cung và thiết kỵ. Thì cái bọn cung ấy thường sẽ một một phần là từ quân chính quy và đạn, và một phần lớn là nông binh, bởi vì bọn Anh ngày xưa nó có cái luật đó là nông dân là cũng phải luyện cung. Cái thể chế của nó yêu cầu những người nông binh mà lúc rảnh rỗi là cũng phải luyện tập bắn cung dài đấy, thì nó sẽ có cung dài. Thì cái bọn mà trong những cái chiến trăm năm giữa Anh và Pháp thì có rất nhiều trận mà kiểu kỵ binh hạng nặng của Pháp đánh với quân Anh, thì quân Anh nó cũng dàn lính Men-at-Arms hạng nặng cầm giáo đứng chắn, nhưng mà gặp thiết kỵ vẫn bị hút văng đấy. Thì tôi đánh giá là thiết kỵ tương đối mạnh, còn cái việc hút được hàng rào giáo dài của bọn phá lăng hay không thì mình không chắc, mình không biết, vì hai thời kỳ nó quá xa nhau, hai thời kỳ nó quá xa nhau nên không thể nào nhận định được nếu mà hút thẳng vào đấy thì có liệu có ăn được không, thì mình không biết, không chắc. Nhưng mà nếu mà xét theo trận chiến thời Trung cổ thì là không ăn được. Đấy, là không ăn được. Còn mang kỵ thời Trung cổ về thời cổ đại phang nhau thì đéo biết. Không biết ăn được không. Ôi, có thằng 95 ở đây, mà tí thì mình húc vào. Cho con kỵ có con ngựa ngon này cho vào đây. Đang người ta đang nói thiết kỵ với cả đội hình giáo rồi ông phải chơi mà Pháp có súng mà ra chuyện đéo ấy. Thế cái thời Napoleon nó có bắn súng nên sao nó vẫn sử dụng kỵ binh, súng nó lại là trường phái mẹ khác rồi. Trước về về nòng súng thì chúng sinh bình đẳng thôi, thì mẹ lúc đấy thì thiết kỵ là mẹ mày. Hay là mẹ giáo thì cũng nằm thôi chứ còn. Nhưng mà thời Napoleon nó chơi súng nhưng kỵ nó lại không phải kỵ thiết kỵ đâu, kỵ nó lại là kỵ hạng nặng, nó thiên về cơ động hơn chứ nó lại không chơi kỵ hạng nặng, mà nó cũng không chơi giáo đâu nhá. Tôi không hiểu sao thiết kỵ bọn 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 cận đại nó lại chơi được kiểu kỵ nhẹ cầm kiếm, thế đánh đánh thế đéo được nhỉ. À, nhưng mà căn bản bọn lính cầm súng thì cũng có mạnh đéo đâu, lính cầm súng thì cũng chỉ là lính giáp lá cà, lắp lưỡi lê. Hòa chưa? Tao chưa thấy đánh gì cả. Bọn này có hai đạo quân đúng không? 500 quân. Không thấy đánh gì cả, không thấy mang quân Nam Hạ gì cả.
Leipzig, Leipzig nghe như ở Pháp nhỉ? À, Leipzig, Leipzig kiểu giống Đức. Ờ đúng rồi, Đức, giống Đức hơn. Mình đang ở đất Đức. Leipzig giống Đức. Rồi, bọn nó Nam Hạ rồi, mình đi theo. Kỵ binh cầm thường à? Có, thế nói chung là xem mình xem phim thì mình thấy toàn cầm kiếm ấy. Cái đấy cầm giáo lắm. Nepalis đi hơi sâu, đi hơi sâu. Em thấy đấy, bộ binh thời La Mã mạnh hơn rất nhiều bộ binh thời Trung Cổ. Nếu mà là tiền Trung Cổ thì cũng có thể đúng, nhưng mà nếu mà là thời trung kỳ trung cổ với cả hậu kỳ trung cổ ấy thì không đúng lắm. Rồi cảm ơn Lê Hải Đăng nhé. Không đúng lắm. Bởi vì thời trung kỳ trung cổ với hậu kỳ trung cổ bộ binh của châu Âu nó rất là mạnh. Không hề yếu. La Mã đối đầu chắc ăn được đâu. Còn cái thời mà khi bọn Đức bọn Pháp nó nhảy vào Rome nó chiếm nó tạo ra nhà nước cái gì nhỉ? Visigoth à? Cái gì đấy? Loại là cái bọn mọi nó tràn vào Rome đấy, thì thời đấy bọn lính đấy thì nó cũng không mạnh, nó cũng không mạnh thật, nhưng mà sau này thì không, thì tôi nghĩ là không phải, sau này thì tôi nghĩ là sẽ mạnh hơn. Ủa bọn đấy đâu đấy? Ôi rồi mẹ nó xuôi thuyền ra đây à? West Gamlet, quét đéo gì đây? Bởi vì sau khi thời Rome bọn nó chiếm được Rome thì nó gọi là cái thời kỳ đêm trường Trung Cổ. Đấy, tức là thời kỳ châu Âu nó rơi vào thời kỳ gọi là lạc hậu. Ngay sau thời kỳ mà bọn nó tràn vào Rome ấy, thời kỳ mà bọn Barbaria các kiểu, ui mẹ, cái này hơi căng này, trận này không ăn được. Barbaria nó tràn vào Rome nó chiếm Visigoth các kiểu đấy. Thì thời kỳ đấy nó gọi là thời đêm trường Trung Cổ, trước tiền Trung Cổ. Thời đấy là châu Âu nó lạc hậu lắm, mọi dợ lạc hậu, không phải là Dark Age. Dark Age nữa là Dark Age, có phải Dark Age thì tôi không không nhớ. Như thế đấy, đại loại nó là đêm trường Trung Cổ. Trời ơi trận này bằng kia có đến giúp không? 400 quân không đục điếc gì thì khó mà đánh được. Neapolis này như Napoli bây giờ thì phải. Đấy còn sau cái thời kỳ đấy thì nó văn minh hơn. Quân đội của nó cũng kinh hơn. Nhưng mà cũng chẳng biết được, bởi vì nếu mà mình xét theo một cái phép so sánh là Đông La Mã nó vẫn được coi là La Mã đi. Đế chế Byzantine thì nó cũng là tiền thân của, nó cũng là hậu duệ của Đông của đế quốc La Mã, thì nói thế thì cái thời Anh Pháp thì cũng chưa chắc ăn được Đông La Mã. Byzantine. Nếu mà La Mã có tồn tại thì nó cũng sẽ vẫn rất là mạnh thôi, nó cũng sẽ phát triển theo cái sự tiên tiến đương thời thôi. Chứ không phải một mình bọn châu Âu nó phát triển. À có tây viện, có tây viện. Ui đánh sớm thế.
Con mẹ mà đánh sớm ấy nhỉ. Thời kỳ phục hưng thì nó lại khác. Thời kỳ phục hưng là thời kỳ mà nó sẽ xuất hiện sau sau cái chết đen. Sau cái chết đen bệnh dịch hạch. Sau cái chết đen nó gọi là thanh lọc châu Âu. Sau thời kỳ đấy thì bắt đầu các nước ở châu Âu họ phải đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Vì họ lo sợ một cái lo sợ tụt hậu quá là bệnh dịch không không cứu chữa được. Thế là mới đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì nó mới tạo ra một thời kỳ gọi là rực rỡ về mọi mặt. Thời kỳ phục hưng thì nó cũng ngày xưa thì tôi thì hiểu thời kỳ phục hưng nó phát triển về tranh ảnh, nhưng mà thực ra sau này tìm hiểu nó cũng không đúng. Nó phát triển ở rất nhiều diện khoa học kỹ thuật rồi đủ thể loại, nó nâng cái bọn châu Âu lên một cái tầm level khác luôn, nó gọi là lên đời đấy, trong khi anh em mình vẫn mẹ đời hai mà nó đời bốn mẹ rồi. Nên nhờ cái thời kỳ đấy nên bọn nó mới mày đi ăn cướp mà quanh thế giới được. Thằng đi trước bao giờ cũng mẹ lợi hơn. Cái nỏ bắn khó nhỉ, căn cái độ cao. Súng pháo thì không phải có từ thời phục hưng. Súng pháo có lâu rồi. Súng pháo có lâu rồi, nhưng mà phát triển nhất thì phải là thời cận đại, bắt đầu dùng đến súng bắt nóc các kiểu ấy. Ôi ơi. Đấy, nghe nó chứ. Đấy, nó bảo là bốc phét ít thôi, cái thằng Augustus Lazy này mẹ mày cứ ngồi bốc phét cho quả đại vào đầu chết luôn. Ô, cái thằng lồn. Nó bảo im mạ mồm đi, chém gió cho quả đạn vào đầu. Năm mươi ba item được đút không nhiều lắm nhỉ, nhưng mà trận này đánh nuột nhỉ, không chết nhiều. Sao bọn Roman công thành như cứt thế nhỉ, bọn Roman công thành toàn chết thôi, chả hiểu cái gì. La Mã tồn tại kiểu gì nhỉ? Phải đọc nhiều về cái cách tổ chức quân đội của bọn La Mã thì sẽ hiểu là bọn nó tồn tại kiểu gì. Bọn La Mã nó mạnh về hậu cần. Tổ chức quân đội hậu cần của nó tốt lắm. Nên là có thể nó đánh thua cái trận, ví dụ năm năm nay nó đánh thua trận, nhưng mà ngay năm sau nó đã tập hợp được một đội quân như vậy để đánh lại rồi. Bên kia nó không tập hợp được bằng thì nó thua thôi. Cách tổ chức con người của nó tốt phải công nhận, nó có thể đánh một trận chiến dài hơi được với quân số đông. Bọn này chiếm được Napoli mình hơi bất ngờ đấy nhỉ. Xem có đồ gì ngon không.
À, tìm lại cái giáo chứ tìm nó nung nhá, chém bực cơ mình. Kiếm cấp 2, kiếm nó xịn hơn à? Kiếm cấp 3. Giáo. Pila. Kiếm cái bộ củi cho nhã. Lính xịn, lính xịn. Lính này lấy ở đâu ta? Hacta Blitz. Không hợp kiếm này. Kiếm dài rồi, nó không hợp với kiếm của mình. Mình là kiếm ngắn thôi. Vứt vào kho quân trang. Tiền bây giờ cũng ok rồi, cũng chẳng cần về. Giữ nhiều trong người làm gì? Quên nãy giờ không gọi Chí Cường. Nước nào đánh đâu chả thấm mệt. Chả có nước nào trên thế giới đánh nhau không thấm mệt kìa. Xa lầy thằng nào chả mệt. Đến cái thằng Mỹ nó giàu như thế là đánh như đánh thiện đánh ở Việt Nam nó còn toát mồ hôi. Thằng nào đánh lâu cũng xa lầy cũng mệt hết. 400 quân. Úi giời. Này à, đánh cái Castle này. Sao mẹ giữa Đức Ý mà yếu thế nhỉ? Không đánh được bọn mọi này. Để bọn mọi nó tung hoành ở đây.
Chí Cường rồi, Betty Chí Cường như là bác sĩ thì phải. Đã thấy Chí Cường đâu rồi. Không, Chí Cường đến với bác sĩ. Chưa có tướng bác sĩ thì phải. Đây rồi, Thái tử. Thái tử quân đoàn 8 đã ra đời. Very good. Để biết trai gái. Mattia nghe như con gái. Làm gì có giao thương, thời La Mã nó không gọi là giao thương mà nó gọi là bóc lột chư hầu. Bọn Barbarian, bọn mọi rồi bọn Tây Âu các kiểu là phải đóng phí, nộp thuế cho bọn La Mã. Không nộp tiền thì phải nộp gia súc, rồi nộp thức ăn, ngũ cốc, đóng góp cho quân đoàn La Mã để quân đoàn La Mã duy trì. Mỗi quân đoàn sẽ bảo vệ ở một số vùng đấy. Thì các ông phải cống tiền cho nó, cống đồ cho nó. Úi giời. Lính bây giờ nhìn tạp phế lồ phết thật đấy chứ. Đủ các loại trang bị từ mẹ khắp nơi trên thế giới à. Bọn này gọi là trườn mẹ trên này. Đế quốc La Mã, nói chung là nó tồn tại cũng hơn nghìn năm rồi. Nếu mà tính cả Byzantine của nó, mẹ vớ vẩn là ngót mẹ 1.500-2.000 năm. Mẹ làm đéo một cái đế quốc nào tồn tại lâu như nó đâu. Tồn tại thế thôi. Thế cũng là kinh tởm lắm rồi. Mẹ rơi đúng vào ổ địch. Bọn mọi này mạnh nhỉ. Chín một
Bắt lẻ được một thằng. Úi xồi, limit đồ. Kinh chưa, kinh chưa. Ôi giời, thấy nhá trên biển à. Thấy nhá trên biển thì nó sẽ như nào? On my orders. Sa mạc à? Cứ tưởng thế nào. Quất của nó đây. Quân đội của tôi cũng thế, và quân đội của AI có vẻ nó cũng vẫn vậy anh em ạ. Đội AI như nó cũng mặc kiểu tạp phế lù. Vì vừa là bầu cử, thật ra các ông cứ nghĩ bầu cử, thật ra bầu cử nó cũng không hẳn là nó hoàn toàn văn minh đâu. Cái bầu cử nói chung là nó cũng không hoàn toàn là văn minh đâu. Nó chỉ gọi là làm màu thế thôi, chứ còn tầng lớp thống trị thì nó vẫn như vậy. Bầu tổng thống nhưng mà thực chất là cầm quyền nó vẫn là cái đảng đằng sau ấy. Thống nó như kiểu người đại diện thôi. Nó vẫn là một cái tổ chức. Đế chế La Mã hạn chế sử dụng lính thuê. Đấy, ai bảo sau thời kỳ đầu thì không dùng thôi, chứ còn thời kỳ sau khi lãnh thổ nó rộng thì nó toàn dùng lính thuê đấy. Dùng một chủ yếu luôn đi, chủ đạo là lính thuê ấy. Nó trực tiếp thuê những đội lính ở những vùng đất mà nó chiếm được ấy.
99. Cái mốt này qua rồi. Bọn này phải đóng 8.000 tiền cho bọn này, kinh không? 9.000 tiền, 1.000 tiền, 3.000 tiền khép. Bọn này đang rất giàu luôn, thằng này đang cực giàu luôn. Nó được rất nhiều nước đóng phế cho. Quân. Bọn Bắc Âu 11.000 quân. Kinh. Kinh ấy. Rồi bây giờ xem mấy nước kia với nhau với ai không. Thằng này đang đánh nhau với nước Anh à? Hai nghìn mà yếu đấy. Bọn này 4.000, không chứ bọn này còn mạnh hơn. Thằng này đang đánh nhau với nước Anh này, phi ra đấy xem là sớm múi là gì không? Là mã nát nhé. Nó nổi dậy đâu đó trên cái bản đồ này, đừng quan tâm.
Map châu Âu úp cho anh đã up rồi, up đến bản version 1.2.8 rồi. Có thể chưa tẹt bô rồi. Có đánh nhau không? Đây vẫn còn. Kinh nhỉ. Đấy, cái dãy núi đấy. Chưa cái game này mới thấy cái dãy núi này nó bảo vệ bọn ý kinh thật nha. Cái dãy núi này mẹ không khác gì mẹ bức tường thành bảo vệ bọn ý trước bọn mọi. Tính ra thì giờ liên minh Nga Trung Iran nó vẫn yếu hơn liên minh của thằng Mỹ. Không chắc lắm. Thật ra không phải không chắc lắm mà quan trọng là bây giờ nó liên quan, nó không phải liên quan đến thằng nào mạnh thằng nào yếu mà nó liên quan đến gọi là gì nhỉ? Thằng nào dám gọi là mang quân ra đánh nhau. Thằng Nga nó dám mang quân ra đánh nhau thì nó cũng phải có cái gì đấy, đúng không? Nó phải có cái gì đấy để nó chơi. Và bọn châu Âu nó cũng phải sợ một cái gì đấy nên nó mới không dám dồn quân nó vã thằng Nga một thể. Còn nói chung thì ồ không đánh nhau nữa rồi. Lại hòa bình rồi. Thế giới lại tươi đẹp rồi. Thì đi bắt lẻ thằng này. 5.3. Còn mà nói, nếu mà nói về thằng nào mạnh hơn thằng nào mà dựa vào số lượng quân lính rồi số lượng quân đội thì tôi nói thật với ông các số liệu đấy thì nói chung là nó không công khai hết đâu. Hàng nóng mẹ nó giữ kín lắm. That's close. Kể cả bây giờ trận ở Ukraine thì nó cũng là khác gì một mình nó solo với NATO đâu. Mốt này là mốt gì mà trong A9 Max ở mốt lead mốt nó có trong Discord của nhóm ấy, các bạn có thể vào đấy để lấy. Không phải vấn đề bây giờ các ông phải hiểu là bây giờ các ông vào các ông đánh được một vùng đất ấy, không phải các ông chiếm được nó ngay đâu. Còn phải mất thời gian để gọi là trấn an cái vùng đất đấy. Chứ không phải là mẹ chiếm được cái vùng đất, ví dụ chiếm được một cái thành phố là coi như là công thắng đâu. Các ông còn phải để người ở đấy rồi các kiểu để các ông chuyển đổi dần dần, cơ cấu dần dần thành phố đấy chứ. Chứ đâu có phải cái chiếm xong một thành phố là xong đâu. Còn tỉ việc sau
những cái việc mà cái giai đoạn đầu Nga nó vào được, nó vào được, tiến sát được Kiev nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều, bởi vì đa phần là nó dọa đấy, phần nhiều nó dọa đấy, mục đích của nó không phải là Kiev, một phần là nó xem bọn châu Âu thời lúc đấy là nó bọn châu Âu nó sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Chứ còn chiếm được một cái thành phố thì còn bao nhiêu việc nó phải làm, chứ không phải cứ thế mà chiếm được là xong đâu. Còn cái việc gọi là chuyển đổi cái thành phố đấy nó sang cái tư tưởng thân mình, nó là cả một cái vấn đề mẹ nan giải, thậm chí không làm được ấy chứ. Nên cái việc giai đoạn đầu Nga nó tiến sát Kiev nó không có ý nghĩa nhiều, đa phần là nó nắn gân thôi. Còn bốn cái tỉnh biên giới phía đông của nó đấy mới là mẹ nó chiếm, nó chiếm và nó giữ, rồi nó thay đổi chính quyền thân Nga, rồi nó chuyển đổi dần dần người dân ở đấy sang phe Nga đấy. Mất thời gian lắm, 1-2 năm, mà đây là cái phần phía đông, bốn tỉnh phía đông là nó cũng thân Nga sẵn rồi. Chứ còn nó chiếm Kiev làm cái lúc đầu là cái gì, các ông nhiều cứ nghĩ là mục đích của nó là chiếm Kiev, chiếm làm sao được, chiếm không thể nào mà chuyển đổi tư tưởng người dân, bởi vì tư tưởng dân ở Kiev nó chống Nga là chủ đạo. Cứ nó chiếm được thì đến bao giờ nó ấy được, chiếm xong rồi mẹ nổi loạn liên tục, ai mà giữ được. Thế nên là cứ bảo là chiếm xong rồi tiến đánh được sát Kiev xong rồi không chiếm được, cái câu chuyện nó không phải thế. Chiếm làm gì? Kiev mà phía Kiev xong rồi trở sang phía bờ Tây Ukraine nó chống Nga mà nó theo Tây, phương Tây rồi, chiếm chả giải quyết gì. Nó chỉ gọi là nắn gân xem bọn Tây nó như nào thôi, xem mấy thằng Tây mẹ nó có dám nó động thái như nào không, người ta rút thôi. Của mục đích chính của nó là Biển Đen, nó lấy Biển Đen là chính. Và bây giờ nó cũng gọi là cũng chiếm được mẹ gần như là 80% Biển Đen rồi còn gì nữa. Không, chiếm được Kiev thì làm sao mà thua được, chiếm được Kiev thì bộ chỉ huy đầu não của Ukraine nó lại chuyển sang chỗ khác, nó lại lên rừng, nó lại lên bắc bó, chứ không bao giờ nó thua được. Đấy là trong trường, nếu mà nó chỉ thua trong trường hợp phương Tây nó không hỗ trợ thì là ok, nhưng mà còn châu Âu ở đấy thì làm sao mà nó sập được. Nên là không, chiếm Kiev nó không có ý nghĩa nhiều. Nó chỉ mang tính chất là dân gọi là xem bọn nắn gân bọn châu Âu thôi, xem bọn châu Âu đi nào thôi, xong rút. Chứ chiếm gì, mục đích của nó không phải chỗ đấy. Bằng chứng là bọn châu Âu nó nhảy vào ngay, dãy đành đạch nó nhảy vào ngay. Thế thôi, thế là Nga là lôi kéo bọn châu Âu vào một cuộc chiến gọi là cũng tốn kém, xả lầy. Nga chuyển sang thế thủ. Thằng vội là thằng Ukraine, bởi vì thằng mất đất là thằng vội, đúng không? Chiến sự thì rõ ràng thằng Ukraine thằng mất đất, nó mới là thằng phải chiếm lại đất. Còn thằng Nga nó chuyển sang vị thế phòng thủ thì rõ ràng là nó thiệt hại nó sẽ ít hơn, và thằng công nó sẽ là thiệt hại ít hơn, giằng co nhau. Thằng Ukraine phản công không thành công cái nó bị chửi ngay. Cái câu chuyện nó như vậy, nó lôi nhau vào cuộc chiến gọi là tiêu hao. Không chịu được nữa thì bọn châu Âu nó tự rút thôi. Lúc đó toàn bộ chỉ huy ở lại Kiev mà còn có video quay tổng thống với tổng tư lệnh cố thủ riêng tổng thống đây. Thì cái đấy tôi không biết, bởi vì bản chất là nó cũng chưa đánh vào Kiev thật. Nhưng mà tôi bảo rồi, mục đích của thằng Nga nó chỉ nắn gân thôi, nó chiếm Kiev làm gì. Nó sẽ có hai khả năng, một là nếu mà thằng phương Tây nó không nhảy vào thì là thắng luôn, đúng không? Nhưng mà làm gì có chuyện đấy, cái tỷ lệ sẽ xảy ra nó rất là thấp.
khả năng đến 99% là thằng Tây nó sẽ nhảy vào. Chẳng qua là bọn Tây nó nhảy vào thì quân Nga nó bị cản lại, nó không vào nữa thì nó rút thôi. Bọn này nó không đánh tiếp nhỉ. Thế quan điểm của tôi là thế. Còn tùy, em nghĩ nào nghĩ. Chứ còn chiếm Kiev thì cũng có làm cái gì đâu mà. Còn thằng Ukraine thì nó ngược lại nhé. Thằng Ukraine thì nó phải Kiev thì nó là biểu tượng của nó. Nó đương nhiên nó phải tuyên truyền là nó phải giữ bằng được. Còn tôi đang nói trên câu chuyện của thằng Nga thôi. Bán bớt cái này đi. Câu chuyện thằng Nga chiếm thằng Kiev chả được cái gì. Còn thằng Ukraine thì nó phải giữ bằng được. Thì đương nhiên là bộ chỉ huy của nó phải ở lại phút cuối. Nó sẽ ở lại cho đến khi nào mẹ xe tăng của mẹ T-90 của Nga nó gần mẹ húp đổ mẹ bộ tổng tư lệnh của bọn Ukraine. Nó bắt đầu nó đáp trực thăng, nó bay ra tàu sân bay, nó đi tị nạn Ba Lan. Xong nó bay qua Mỹ sau. Đánh nhau với thằng nào đây? Thằng Anh à? Thằng nào đấy? Mông Cổ. Ok. Còn nó chưa vào thì việc đéo thì phải đáp bay. Giống như giải phóng Sài Gòn thế thôi. Gọi là sau khi Xuân Lộc thất thủ. Đấy. Mấy ngày sau thì bắt đầu bộ chỉ huy ngụy bắt đầu mới tháo chạy. Chứ làm sao mà nó tháo chạy ngay được, nó phải sát ít thì địt nó mới chạy. Chạy sớm làm gì? Đấy, mà quân nó đánh mông trùng nữa. Còn hậu quả bây giờ các ông thấy bọn châu Âu nó biểu tình đầy. Biểu tình ném cứt rồi mẹ các thể loại bạo loạn. Chẳng qua truyền thông phương Tây nó ém đi thôi chứ còn. Chứ không mẹ bọn nó biểu tình đầy, mẹ ném cứt ném đái. Cứ bảo là trong hiến pháp biểu tình ôn hòa đâu. Chẳng có biểu tình ôn hòa. Biểu tình ôn hòa chẳng bao giờ giải quyết được cái gì. Biểu tình nó phải dẫn đến mẹ bạo loạn. Đấm nhau, đấy, nó mới giải quyết câu việc, nó mới giải quyết được câu chuyện. Nên làm gì có cái biểu tình nào ôn hòa giải quyết được chuyện. Mẹ, cái map này lắt léo nhỉ? Đi vô đây không vào được đấy à? Đúng rồi, Ukraine nó sẽ không chịu đàm phán. Tôi cũng nghĩ là Ukraine sẽ bị đàm phán. Chừng nào nó phải có chiếm được một cái vùng trong 4 tỉnh nó mất, nó phải chiếm lại một số vùng quan trọng thì nó mới đàm phán. Chứ không bây giờ đàm phán thì mất mặt lắm mẹ. Đàm phán bây giờ khác gì bảo là thua. Không đàm phán đâu. Đánh còn dài. Nhưng mà nó sẽ bất lợi cho bọn Ukraine bởi vì nó sẽ có áp lực là phản công phải có thành tựu. Còn thằng Nga thì nó không cần, thằng Nga thì nó cứ nhẫn nhai thôi, nó cứ thủ ấy thôi. Nó cứ đánh chiếm một vài vùng, mà đánh vùng này ta lại đánh vùng khác. Rằng có thế. Nên thằng Nga bây giờ là thằng có lợi, còn thằng áp lực bây giờ là thằng Ukraine. Cứ xin viện trợ nhưng lại không, nhưng bắt buộc phải đánh, nhớ. Mẹ tự nhiên bây giờ hôm nay phân tích chiến sự ác quá nhỉ, chém gió mẹ. Toàn các tướng lĩnh từ thời Rome mà nói chuyện mẹ chiến tranh hiện đại như thật. Vì nợ của nước Mỹ đang ở ui giời. Ông yên tâm đi, chừng nào mà thế giới nó còn tiêu tiền đô, dầu còn mua bán bằng tiền đô, rồi các khoản quyền lực mềm của bọn Mỹ ở bên ngoài nó vẫn ép các nước khác tiêu tiền đô của nó thì nó vẫn
Thoải mái đi. Không vấn đề gì cả. Còn tiêu tiền đô thì Mỹ còn vĩ đại. Yên tâm, không thiếu tiền đâu. Hết là in cái đéo thì nữa. Yours is not. Còn tiêu tiền đô còn vĩ đại, còn tích trữ tiền đô thì Mỹ còn vĩ đại. Chừng nào chuyển sang vàng ấy thì lúc đấy là mới câu chuyện nó mới là ấy. Đấy, đi theo đạo 1008 này. Đấy, tự tin hẳn. Mon Regus 1900 quân Bắc Âu. Kinh nhỉ bọn này. Không đùa được đâu. Ukraine thắng thì vẫn phải trả nợ, mà thua mới phải trả nợ. Đúng rồi. Nhưng mà còn người còn đất thì mới vẫn có tiền để trả nợ. Mất đất mất tiền thì trả nợ bằng cái gì? Nhưng mà dù gì thì chiến tranh thằng Nga đánh thằng Ukraine như thế thì nó cũng coi là nó không được coi là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Nói công bằng thì cũng phải thế. Cuộc chiến đấy nó không phải cuộc chiến tranh chính nghĩa, mà chính nghĩa nó thuộc về thằng Ukraine. Nhưng mà vấn đề bây giờ, cái địa chính trị bây giờ nó khác ngày xưa. Cái địa chính trị bây giờ là bọn Nga chung mà nó muốn thế giới đa cực chứ không phải thế giới đơn cực nữa. Ngày xưa thì thằng Mỹ nó đơn cực thì không ai làm gì được nó. Nó khác. Thành ra cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam nó được gọi là ủng hộ mạnh. Nhưng mà thời kỳ bây giờ thì nó lại muốn thay đổi cái thế giới đơn cực thành đa cực rồi. Thành ra nó chia bè chia phái. Thế nên là nó cái ý nghĩa của cái chiến tranh chính nghĩa thời điểm của thằng Ukraine nó không còn ý nghĩa nhiều. Nó chỉ là một cái gọi là khu vực để cho bọn nó vã nhau thôi. Chứ còn đéo ai quan tâm nhiều đến chính nghĩa nữa rồi. Vì đằng nào bố mày cũng đã chia phe rồi. Hai phe rõ ràng rồi. Nên là mày có chính nghĩa hay không, tao không quan tâm lắm. Không quan tâm lợi ích của tao đấy. Còn cái thời Việt Nam mình thì nó khác. Việt Nam mình thì lúc đấy nó chỉ có một phe nên là được nhiều nước nó thông cảm. Còn bây giờ thì nó khác rồi. Bây giờ cái câu cụm từ chiến tranh chính nghĩa tôi thấy nó cũng không phù hợp lắm. Nó không mang nhiều ý nghĩa như ngày xưa. Đéo ai quan tâm nữa. Công công nhận không? Ngày xưa chiến tranh Việt Nam thì mới có cái thể loại ủng hộ nhiều như thế. Ngày xưa là tuy là vẫn còn Liên Xô với cả Mỹ, nhưng mà cái câu chuyện là chỉ có Liên Xô với Mỹ thôi, chứ không có nhiều đồng minh. Bây giờ sau cái thời Liên Xô, Mỹ nó thiết lập nhiều đồng minh. Thành ra giờ ôi ơi! Đấy, mẹ lại nó phét. Nó phét này, bố mới cho quả đạn vào mặt. Chó, chết thật đấy. Cứ mày ngồi nói phét lầy.
Có công nhận đâu. Giờ thằng Mỹ nó nhiều đồng minh rồi thì làm gì còn chính nghĩa nữa đâu mà. Nói phét là giỏi. Ngồi đấy mà nói phét. Giờ chỉ mong chiến tranh đeo lên chỗ mình, ngồi chơi game cho sướng. Kệ mẹ. Úi giời. Nhảm rể đúng không? Bây giờ Hàn mong, chỉ mong Hàn với Triều múc nhau thôi. Quan điểm của tôi nhá thì là kiểu gì cũng múc nhau, đéo có chuyện hòa bình và thống nhất đâu. Cảm ơn Phoenix. Em xin slot tên tướng. Em xin slot. Ok, cảm ơn Phoenix. Ok, tí cho luôn. Đấy. Cái câu chuyện của Hàn và Triều Tiên tôi đảm bảo kiểu đéo thì cũng vã nhau thôi, chẳng qua chưa có cơ hội. Chiến tranh nó cũng phải có thời cơ thời điểm nữa, kiểu đéo thì cũng phải vã nhau. Không bao giờ mẹ cái thù hằn dân tộc, cái thù hằn dân tộc nó kinh lắm. Thù hằn dân tộc mẹ không mẹ giải quyết bằng lời nói được đâu. Việt Nam Campuchia thì khó, nhưng mà Hàn Triều thì nó lại kiểu khác, bởi vì Việt Nam Campuchia thực ra nó cũng khác dân tộc, nó cũng mâu thuẫn thì mâu thuẫn rồi chứ còn chưa đến mức phá nhau đâu, nhưng mà thù hằn kiểu dân tộc nội bộ thì kinh lắm. Đúng rồi, chiến tranh lui ra khỏi Đông Nam Á rồi, Đông Nam Á nói chung là không phải tâm điểm thời điểm này. Bởi vì Đông Nam Á tư tưởng của mấy thằng Đông Nam Á bây giờ nó đéo thích chiến tranh đánh nhau nữa. Nên thằng nào hợp tác thì nó cũng đồng ý chia sẻ lợi ích. Là khu vực gọi là chia sẻ lợi ích lẫn nhau. Nên chẳng có lý do gì mà mang bọn nó vào bọn nó vã mình cả. Nó phải có cái lý do thì nó rất là mẹ mâu thuẫn không thể làm gì giải quyết được thì mới. Ranaga đánh mẹ. Không ai cản thằng này, bây giờ nó mạnh quá nhỉ. À, thằng này bây giờ cũng mạnh lên rồi. Thằng này 1.2 rồi. Xèn mẹ cho. Quần nó chứ có phải quần mình nữa đâu. Chiến ở một vùng rộng phết. Bảy
700 quân, 1.800 còn 700 quân. Ác chiến nhỉ. Xem còn tướng nào để cho Phoenix một slot nào. Chưa có tướng mới. Đúng rồi má, giờ võ mồm thôi. Đánh đấm đá rồi anh em mình một gia đình. Không đánh nhau đâu. Ngấy rồi. Bên biến điện nó là nội chiến nó khác. Câu chuyện của biến điện nó là câu chuyện đảo chính nổi dậy nó khác. Nó không phải chiến tranh giữa hai nước. Nó là câu chuyện nội bộ. Thì nếu mà nói về nội chiến thì thằng Thái nội chiến đầy. Thằng Indo cũng phải nội chiến này. Thằng Indo đợt trước nội chiến còn phải tách thằng Đông Timor ra này. Bây giờ cái đảo Java của nó cũng đang muốn tách riêng. Nội bộ. Giống như mình cũng thế, Tây Nguyên của mình cũng muốn, bọn phản động nó cũng muốn tách bỏ mẹ. Câu chuyện nội bộ. Chứ nó không liên quan đéo rồi đánh nhau giữa hai nước đâu. Không hiểu. Hai vấn đề nó khác nhau, sao mà lôi vào được thế được. Nước mình thì bọn nó, bọn Tây Nguyên cũng phản động, nó cũng muốn tách bỏ mẹ này. Nội chiến thì nước đéo là chả có. Trong lòng nước Mỹ nó cũng muốn tách bỏ mẹ, tách rác nó cũng muốn tách. Tách rác nó đang muốn tách. Tây Ban Nha thì Barcelona là cũng đang muốn tách ra làm riêng, làm một nước độc lập. Cái chuyện tách nội bộ của các nước nó đầy, nhưng mà nó đó là câu chuyện khác. Trung Quốc thì mẹ Hồng Kông có muốn ở, có muốn sáp nhập vào đại lục đéo đâu. Biểu tình chán chê cũng làm được gì đâu. À, bọn kia nó đánh lại cái chỗ đấy à. Anh Quốc thì Scotland, Scotland rồi Ireland. Thằng Anh muốn nuốt thằng Ireland thì cũng nuốt ở đầu. Cuối cùng cũng chẳng nuốt được thằng Scotland, cũng chẳng nuốt được thằng Sway. Sau là phải chơi cái bài khối thịnh vượng chung. Dưới một bóng cờ nhưng mà độc lập về chính trị đấy. Nhưng mà chung về kinh tế. Khối thịnh vượng chung Anh. Vương quốc Anh ấy. Nói chung là cái đấy là cái nội bộ rồi, nó không liên quan đến cái việc tình hình khu vực. Việc ai nhà đấy lo. Không có quân đội tập hợp ở chỗ này nhỉ. Không có quân đội tập hợp không dám vào đây. À, hay là mình đổi vị trí nhỉ. Đổi sang phe bên này, chiếm lại khu vực này. Hợp lý đấy. Rồi nhưng mà cái đấy chúng ta sẽ thực hiện ở tập sau. Tập sau sẽ đổi phe, chảy sang phe của Ranaga, nữ hoàng của thành Rome. Để chiếm lại khu vực đã mất, chiếm lại Neapolis.
quân đội của bọn Bắc Âu này thì nó đang ở phía Mông Cổ rồi, phía Đông Á rồi, Tây Á rồi, Đông Á đúng hơn, Đông Á. À, hẹn anh em buổi sau chúng ta tiếp tục. Chào và hẹn gặp lại.